Ông anh không cho cô cái quạt bình à, không? Mình chào bạn nha, nay cũng xuống về dưới đây theo chân chú thăm lũ bắt quái ngoài sông đó. Ngoài sông thì có nhiều đồ ấy hơn trong kinh theo mầm này, mình lại theo chú được cũng nhiều đồ nữa. Em đậu như đây chỗ nước im ngày bãi đây, dưới đây ít xuồng ghe qua lại, lâu một cái chiếc xe gì cái đường lộ này cũng chạy dưới đây xíu thêm cây số rồi tới phục vô vô Gạch Tàu mình luôn. Này đi xuồng vỏ lớn. Dọc dòng khu vực này bà con mình làm dung nhiều lắm mà. Mình đi xa xa không có mấy hạt kiểm lâm nữa mà. Thì anh đi từng tra rừng đồ chia khu vực. Mỗi khu vực như đây thì mỗi khu vực là có một trạm riêng. Thì theo vực lớn nhỏ. Chốt rồi đấy. Giờ tới chỗ chú kiếm cái lăng lú. Này chú neo đi xong thì neo cho chắc mà, không cầm cây. Chú gạt, tôm cũng hàm quá, bự không chú. Tập. Nghe sướng tai á. Tôm dùng thuốc mặn gì mà độ sống nó dài hơn mấy độ cá rồi cua nó ngọt vô là làm tạt sống như đặt ở đấy hôm giờ. Chú nhìn đây xuống nhìn xuống này mạnh chứ. Này cũng tùy theo kinh có độ kinh không. Cứ đặt nhiều khi nghe nước gồng là cũng hơi gác gì nè, cũng hơi khó. Nhưng vũ cũng hơi nặng. Tôm này là hoàn toàn ngoài trên sống của thiên nhiên đó. Gác ra thuộc là gác lá cây
cây rụng xuống mình nước chảy đạp nó vẫn vô lúa mình bình thường. Này là cái của gặp mấy cô bự này phải mình chối luôn. Mà nội điên ra lên tôi nhắc nó nói vậy. Nhận diện nhau đi mà sớm. Gặp thôi. Này làm thấy ham chứ không? Xuống cầu. Chi mình kẹt lá quá mình thọt tay mình bóc nó tôi vào luôn. Ngày này ngoài sông lớn thì cũng bọn đổ nhiều loại. Tôm cũng bự hơn. Thì chung là con cua cổ cua đá khí thế với kẹp chút. Mày dữ lắm ạ. Cua đá này. Cua đá này chắc có 2 lạng. Đá thì gì nó nặng, nặng thật. Đi từ chú này vô hiểm quá. Thấy một ham cũng thấy em Thanh nhảy tà 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 đồ đi chúng hết chúng hết đầy thùng luôn kiểu đó kiểu đổ nãy chúng lên đầy thùng ở trên kinh trong sông này nhưng mà khi kinh có khi kinh học nó chạy theo luồng nước chân vậy này chú nói nãy đổ như mới đục đầu gì không vậy là vàng lú 2-3 triệu khỏe ngày. Nước này nó rút hơn mọi bữa hả? Ừ. Cái tướng chết nước. Luôn làm sao mà ra? Có cống để. Cống, cống mà nơi kia không số. Thôi mình sống trong cái đường kẻ gừng. Con cua ấy không? Con mực đâu? Giờ lỗ bữa nãy à. Rồi con nó bự mà nó bị cụm khúc. Con ấy là người xuống đánh là người đã. Làm tập tập tập. Cái bóng như đây mình giá rẻ lắm. Cái bóng này có 20.000 ký cá bự. Chú cũng nói thường mà trời bây giờ gió thổi rồi trong kinh cũng ít đồ đúng không? Nào im gió là nó mới chạy. Lai gai rồi tôi, có ngát đĩa. Có đặt mì vũ bữa thì trung bình cũng 400-500 là ổn. Nghe là đặt này cũng bộn đồ. Tôm hệ, tôm hệ, tôm hệ, tôm mấy thôi. Được 8-3 tôm thẻ, bắt tôm thẻ. Này là bắt tôm mấy không này? Tám. Đầu lúa mình đúng không à? Đầu lúa mình ngoài chỗ đó. Đúng rồi, chỗ đó. Khác mặt nước cái nó này, chứ nó chạy gác liền. Vậy lú này hết rồi chứ, hết rồi chứ. Thế ngoài. Không, ý là cái dây này nè. Dây này thì mình. Nó ngoài nữa hả? Đậu mình sẽ móc cái này, móc neo mình chịu lú. Mắc cái đám. Cua lớn không? Cua cứng à? Cứng. Cua này chứ thịt. Bữa nào nhiều tập trung nên là. Bà, chối cua này mấy con bự nó không phải chối với ghiền lệnh nữa. Dạ. Chú cô có ăn này có đấy chứ. Hội hay các thứ sinh cuộc sống. Chạy ngược á là đậu nó có tôm lên. Bên có tôm, bên có không có tôm như cái trong cái lú vậy. Chạy ngược nước. Đậu nước sụp. Nó cũng đuổi hết đi.
Cô giữ ra mà. Này nhất chắc luôn, nhất nhất cái vô. Cứng không? Con này quá. Vô này mới hà này mới thấy hàm. Lấy dây đây. Dây bên dưới cùng. Cô thấy hàm. Cô này dữ lắm. Nói ai cộng vô. Biết rồi, nói rồi đấy. Cua này nếu 200 tách là con cua này bán 200 ngàn. Giờ qua giờ đang giá này cua rẻ. Qua dịch. Dịch Trung Quốc. Hôm Thanh mua đó. Dạ. Chắc đấy 400 hay 100 đấy. Hay 200 mấy. Chắc lắm. Cua quá chứ. Cua chắc cứ ngắt luôn. Cái không được không à? Thì nãy được mấy trăm chứ hỏi trăm giá mặn. Chút về là được. Ngay ngay lọt cua à. Con này khi kia nhất này cũng nhì. Hôm kia cô đặt có 50 cái mà chuồng nhỏ con bơi trong này cũng đặt là ít ít cứ hai vai hai vợ chồng. Yeah. Đặt có 50 cái là lúc đấy đặt có 50. Ngày cô sắp chuyên nghiệp nữa, thấy sắp đẹp không? Này trồng gì nhiều cái lắm. Gắn hơi nhỏ nước. Cái nó nhỏ không? Có lúc đầu thôi mà. Bây giờ mấy cái này ngoài này là nó không có chạy đồ như bằng cái chổng. Có mà ít là gai. Giờ gai là gai. Bút nghe cũng nhẹ hơn. Cứ hôm qua có mực có sam nữa, hôm nay có mình đi làm như cản tay. Không có sam nữa chứ, quan trọng là sam. Đừng không. Làm khúc nãy tôm nhiều giờ. Cái gác cũng mệt. Chạy đi chồng gì ha, đậu 4-5 triệu luôn. Chạy đồ. Ừ. Vậy thấy lúc đầu nó cũng thấy ham. Có chừng 20 cái lúa gì. Là như đó. Mà lúa chặt 100 cái lúa. Cái loài mình giờ cũng ít. Đang ngồi ngực. Chạy được đầu này. Cua bự phá lỗ. Vậy là cua nó kẹp gách hơn rồi. Cua hay gì nó bén găng nó vững mà. Khi nào mà nó mình để lâu quá là nó cắn đứt lú. Này nghe bún nè, tập 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 này nghe thấy hàm. Mấy con cò này còn lớn không? Sải nó biết nhiều. Này ngày bãi đậu. Mầm lắm. Ở đây tập tập vậy nghe lại hàm. Ăn xuống này mấy chục ngàn. Ông chị anh hùng lúc đi. Hết vàng tiếp vàng sao? Giá mà có ấy, đăng thanh ăn bữa gọi nhà có nên đặt con dở lên không có con nào ấy. Vậy là mấy gà nó núng nó khôn. Không gà thì đi hàng lú sạch không? Cái mùa gà là thằng nào cũng xịt đem đi xịt. Liên luôn. Gà. Ghê lắm cái trứng ngủ, trứng ghê. Ngày khúc vũ nghe mập sao mà chị... phải mập đi mập thường thì vậy mầm đi nó ấy mà một chồng mình cao như là nhiêu cái cô chồng nó hai mấy cái nguyên ngộ gút phê đây nước gì gồng này nè. Đặt gì tôi không có một miếng gà. Đầy hôm này Vũ là đã. Vũ không nổi chục gì nha luôn. Hay chơi đâu. Dễ ăn đâu.
Để lên ấy mình về nhà mình vũ thôi chứ. Ô. Quá trời luôn sao vũ nổi. Như thường mình đặt canh nước lớn thôi chứ. Nước lớn thì đặt nó không gắn. Gồng là bị dính cái. Gồng sắt xuống chân nè, nước rác vô. Mấy cái này ấy dữ rồi. Gác quá. Dạ, anh thả nó xoắn lên. Quá đồ. Cái đồ luôn. Má, đây gần cái này. Hay. Vậy mà gác vô chảy không nước hay. Sấy sấy nó quặn quặn á. Quặn nó vô nhưng mà nhét tay chưa vô. Chưa vô được gì. Vô gì. Làm tự tự. Xuống rồi. Đó, xuống. Đó, đúng đó dưới đó, đúng dưới. Chụp lại ha. Xuống luôn rồi. Sao mà này quá trời ghét. Nghe vậy. Được con hết luôn rồi con mực. Giờ kéo xong mình chuẩn bị về nhà mình đổ cái lửa. Dòng giờ kêu đóng đấy là chàm có người canh nước đâu. Trong đường này chỗ chú ở là người ta kêu kinh Dương Phi nữa. Rồi chỗ mấy cái đập của anh em mình ấy, cái cống Dương Phi là ngay đó. Rồi chỗ đó chỗ anh em mình đậu cái xuồng. Chết luôn á. Chụp liều hai chiếc gấp. Chụp. Tôm này hàm. Hay tôm sú gì mới đúng. Mà tự nhiên mấy cái này bây giờ đúng dạng này là dạng bự. Cái này hai mấy con ký. Cũng to dữ. Quá. Chặn lại. Trời. Kẹp đây. Đây mấy cua chặn cua kẹp quá. Cua nó dí. Cái gì nhỏ này xích cái chói. Đồ vô lộn xộn về nhà mới phân ra nhiều loại lắm. Tôm lớn, tôm nhỏ, cá, cua. Con không có gạch con, không có cái. Con này bự. Cũng mấy con ký bự lắm. Chú lớn quá. Chỗ hơi mềm. Dạch đi liêu mấy gà dạch. Quá trời cua. Cua này cua đá với cua nhỏ, cái này thường để ăn. Đây con này con bún gì? Này quá vậy. Vậy chứ các bạn. Thì mày tính cái số này là 200 ngàn thì 200 ngàn ký. Này quá cho cua. Cái này cua cũng có, tôm cũng có luôn. Dưới lần này. Này ổng có đầy thùng tôm luôn trời. Cái tên dùng theo vùng miền nha các bạn. Các bạn lại nói là tên này tên kia thì mỗi vùng miền kêu mỗi khác. Quá này nhìn xuống thấy hàm thiệt chứ. Liền, bảo, liền. Tôm thẻ anh xuống con lộn. Mua liền, đây. Mua liền. Đây tôi đi bán cho 700 ngàn ha. Mua liền. Lấy tiền qua chồng cái đập vô mặt cái phụ. Chậm luôn. Tôi đi bán cho. Bán không? Không. Không. Trời ơi, có làm bảo mày không lời hai xì trở lên tao không làm được. Nay vòng vòng hết cho chị. Này tôm này loại chung thôi. Cái bóng này đây cũng rẻ.
mấy tôm nhỏ mình lựa đây nó bán giá riêng cái. Được nãy mà tôi sống như sao này chứ luộc luôn cái cuối cùng luôn. Con ăn một tôm chung chung cỡ 5 kg có 3-4 kg. Những con tôm này này gì nhỉ, kéo qua cái hàm bật bật. Tôm đấy tôm giả đâu đâu có tiền đấy đâu. Vậy chú luộc miếng tôm mình thức trước. Tôm này thì ngọt khỏi chen mà. Tại đầu thiên nhiên cũng là nó như vậy. Sam mình đây thì thường mình xem cái thì còn bán xong được rồi để ung mũi nha. Bắt cái mình bắt vô cái là mình để đó. Nhím lửa lên á, vừa hôm mười vừa sủi mũi cái lừa vừa hâm mũi mình luôn. Sao? Chắc phải xử luộc nó luôn. Đây. Luộc sống hết luôn. Tôm trong bắt đầu vậy. Đã. Tôm thì màu chín hơn. Làm luộc sơ cái tôm. Tôm mình luộc nhiều quá rồi. Luộc sơ cho thấy nó ngã mình thôi là tôm nó mới ngọt hơn. Chứ mình luộc chín quá tôm nó sẽ bị hóc con tôm. Chú xài ăn hứa. Thấy quá hấp dẫn. Cà chú. Có hành vô á. Tôm mực quá cho tôm. Này dễ ế lắm nè. Thấy vậy chứ không ăn ăn hỏi ế nữa đó. Bị ế suốt rồi. Đâu dữ lắm mày ha. Cái nước ở xã nào mới được? Ở Tâm Hưng. Ông nói có áo thun mày lấy không? Với nó chết mày lấy không? Tôi nói đủ mẹ quỳ xì tôi không lấy nữa. Đúng mẹ tặng áo thun. Mẹ muốn dở lắm. Nhiều quê không thiếu món này được. Sao nó kêu bằng cơm biển. À, ở đây đào ngày mấy chục ký. Cái tim cua là cua móng ngựa. Bạn thấy cái hình đó. Nhưng Sam với mình. Cua móng ngựa hả? Dạ. Chú Sam sắp luộc quá vậy. Sắp tôm lên. Em mình cũng xin kết thúc clip này không ạ? Sáng giờ chú giáo về rồi đi ăn rồi làm luộc đồ quá trời mong. Cái này các bạn cái này cái nọc hoa tiêu. Thích đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Rồi bạn nào muốn xem clip sớm nhất mình thì đăng ký rồi thì bấm báo hình chuông rung các bạn. Mà muốn clip nào sớm mình sẽ báo. Rồi mình cảm ơn các bạn. Dạ, bây giờ tao là bạn.